được ngủ thật là thích. Xin chào các em, lại là chị Bun Bun đây. À, các em ơi, các em có còn nhớ câu hỏi của chị ở tập trước không? Đó là cá có ngủ không ạ? Em đoán là không. Bật mí cho các em nhé. Con người hay là các loài động vật sống ở trên cạn thì có mí mắt như thế này này. Chính vì vậy khi ngủ sẽ nhắm mắt lại. Còn loài cá thì không có mí mắt đâu. Chính vì thế khi chúng ngủ hay chúng thức, mắt đều mở to như vậy đấy. Như vậy là cá vẫn ngủ á? Em cứ tưởng các bạn ấy không bao giờ ngủ. Ở tập trước thì chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về các bạn cá có nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Không biết lần này chúng mình sẽ gặp những bạn cá nào đây nhỉ? Cùng theo chị xem nhé. Dạng san hô này có ánh mặt trời chiếu rõ chưa này em? Chị thấy rất nhiều phù du có trong nước biển khu vực dạng san hô này. Nhìn như bụi em nhỉ? Vâng ạ, hóa ra trong nước biển có rất nhiều sinh vật nhỏ bé làm thức ăn cho những loài tôm cá khác. Thường ở các dòng nước quanh dạng san hô sẽ có dồi dào các loại phù du hơn. Đó cũng là một lý do thu hút các loài cá dạng tụ tập lại kiếm ăn quanh dạng san hô đấy em. Thế có nghĩa là những con cá này đang xếp hàng cùng nhau kiếm thức ăn phải không chị? Các loài cá cùng di chuyển theo hướng dòng nước và dần kết lại với nhau thành những nhóm nhỏ và các nhóm ghép dần lại thành đàn cá. Nhưng có những đàn cá nhỏ lẫn lộn nhiều loài cá khác nhau. Đúng đúng, em thấy đàn cá này có con màu đen, có con màu xám và cả trắng nữa. Tuy nhiên, những đàn cá kiểu này sẽ tan rã dễ dàng khi lượng thức ăn không còn nhiều và tập trung một chỗ nữa. Nhưng cũng ở dạng san hô, ở những khu vực kiếm ăn riêng, tồn tại cả những đàn cá rất đông và tổ chức đàn bền vững đấy nhé. Em nhìn kia. Wow, một đàn cá đông khủng khiếp luôn. Em nhìn chúng như đang mưa bụi. Chúng mình đang ở một thung lũng cá sơn đấy. Có hàng chục nghìn con đang kiếm ăn theo dòng nước tràn ngập phù du ở đây. Những đàn cá lớn và ổn định như thế này thường là những đàn cá thuần loài, nghĩa là cùng một loài chứ không lẫn loài khác đây em. Thế chúng là một gia đình rồi, một gia đình cực kỳ đông con. Họ cá sơn có kích thước không lớn nên ăn ít thức ăn. Chúng chỉ cần theo dòng nước chảy là có thể đủ thức ăn cho cả đàn mà không phải di chuyển nhiều. Cá sơn khá đa dạng về loài. Những con cá nhỏ này cũng thuộc một họ của cá sơn. Chúng là cá sơn sọc vàng đấy em. Trông chúng khá xinh đấy chị nhỉ. Cá sơn sọc vàng này cũng bé nên đôi khi nhìn chúng như bị dòng nước đẩy đi. Chúng có vẻ chẳng bận tâm gì cả, cứ để dòng nước xô đẩy ấy. Trông vậy nhưng chúng là những con cá có khả năng thích ứng rất nhanh để bảo vệ mình đấy. Khi yên bình thì chúng di chuyển tự do, nhưng ngay khi cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ tìm ngay ra cách để bảo vệ mình rất thông minh nữa đấy. Em nhìn này, những con cầu gai sắc nhọn đã được cá sơn sọc vàng lợi dụng để tạo thành một bức tường hiệu quả bao bọc chúng. Kẻ săn mồi không dám lao vào cầu gai nên lũ cá sơn sọc vàng được an toàn. Chúng cũng thông minh thật đấy chị nhỉ. Chúng cũng có những cách thích nghi rất linh hoạt và thông minh trong thế giới của chúng đấy. Đàn cá sơn thì gồm rất nhiều loại cá sơn nhưng chúng vẫn chung sống hòa bình đấy. Ôi, đàn cá với những chú cá bé nhỏ ạ? Chắc vì chúng ăn ít nên không tranh nhau thức ăn chị nhỉ? Đúng vậy đấy. À, mà còn rất nhiều các loài cá sống thành đàn như vậy nữa cơ. Em xem nhé. Vâng ạ. Lại một đàn cá đang đi kiếm thức ăn kìa chị. Ôi, chúng nhiều khủng khiếp. Đông lúc nhúc luôn ý. À, đây là đàn cá ngát đen. Chúng còn có tên gọi khác là cá trê biển. Ôi, em thấy chúng bơi sát nhau như một dòng suối ấy ạ. Đúng rồi, cá ngát là đàn có liên kết đàn rất bền chặt. Chúng luôn bơi sát cạnh nhau đến mức như cọ cả thân mình vào nhau ý. Chúng hay kiếm ăn bằng cách duỗi sát mặt đất thành đàn nên nhìn chúng như dòng suối cá chảy bất tận dưới đáy biển. Chúng là đàn cá có sự đồng nhất chặt chẽ trong mọi hoạt động, cả kiếm ăn và tìm nơi trú ẩn đấy. Nhưng tại sao chúng cứ phải bơi sát nhau thế ạ? Những đàn cá khác em thấy không bơi sát đến thế. À, có một bí mật khác của cá ngát đấy. Các đàn cá tập hợp nhau thành đàn đông để kiếm ăn và tăng khả năng tự vệ. Nhưng cá ngát tập hợp đàn đông còn có mục tiêu khác đấy. Là để chúng dọa dẫm đấy em. Úi, dọa dẫm như thế nào cơ ạ? Thế này nhá, cá ngát có gai độc và có thể tự vệ riêng lẻ. Nhưng chúng muốn tăng khả năng tự vệ của chúng lên nên tập hợp đàn luôn bơi sát cạnh nhau, khiến kẻ thù khó săn từng con cá riêng lẻ. Và em nhìn này,
khi chúng cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ bơi cuộn vào nhau thành khối cá. Điều này đánh lừa và uy hiếp kẻ thù tưởng đàn cá ngát là một con vật khổng lồ đáng sợ. Ôi, trông cũng đáng sợ thật, nhưng chúng rất thông minh đấy chị nhỉ? Chính xác là chúng rất thông minh và khả năng đoàn kết phối hợp rất tốt. Chúng đồng thuận ngay cả khi kiếm ăn hay tìm chỗ dừng chân. Thường thì cá ngát hay chọn dừng chân dưới chân của những tảng đá lớn. Lập thành đàn, đấy là cách mà các loài cá thích nghi với tự nhiên. Nhưng đôi khi, các đàn cá lại được hình thành theo tính mùa vụ. Nghĩa là tùy khoảng thời gian trong năm mà các đàn cá sẽ đông hơn đấy. Thông thường, số lượng đàn sẽ gia tăng sau mùa sinh sản một thời gian vì các con cá trưởng thành tách nhóm, hình thành những đàn mới. Vào khoảng giữa năm, thường sẽ thấy những đàn cá giò đông đảo. Cá giò? Tên các loài cá đôi khi rất buồn cười chị nhỉ? Cá giò cũng thường di chuyển cùng nhau thành đàn để kiếm thức ăn theo dòng nước. Chúng thường ăn các loài tảo ở bãi san hô, nên vì thế nó còn được gọi là tảo ngư, là cá ăn tảo. Và đàn cá này thường có số lượng không giới hạn, nghĩa là đàn của chúng có thể không ngừng gia tăng nếu chúng gần vùng kiếm ăn với những nhóm cá giò khác. Khi đó, cũng sẽ nhập đàn với nhau, tạo nên đàn đông đảo hơn. Chính vì vậy, đôi khi sẽ bắt gặp những đàn cá giò nối đuôi nhau bơi uyển chuyển rất đẹp. Giống như điệu múa tập thể chị nhỉ? Chúng chuyển động rất nhịp nhàng và tập hợp đàn bằng nhịp điệu đồng đều, nên những đàn cá giò thường tạo nên những vũ khúc di chuyển rất đẹp mắt đấy em. Có một bí mật nho nhỏ là chúng có tín hiệu nhận biết lẫn nhau để tập hợp đàn trong một dạng san hô đông đúc đấy em. Chứ không phải chỉ im lặng bơi theo nhau đâu. Em phải công nhận là dưới đáy đại dương là cả một thế giới kỳ lạ và sôi động. Đúng rồi, đại dương bao la rộng lớn, có rất nhiều những loài sinh vật biển sinh sống và hoạt động nhộn nhịp đấy. Ở đó thì có những loài cá đơn độc, có loài thì lại sống theo đàn, theo nhóm. Và tùy môi trường kiếm ăn và đặc điểm của từng loài mà chúng sẽ có các cách thích nghi phù hợp đấy. Ví như có môi trường kiếm ăn thì là lý tưởng với loài này, nhưng sẽ lại là khó với loài khác. À, chị còn biết có một loài cá sống thành đàn ở ngay dưới những con sóng. Chúng sống dựa vào những con sóng đấy em. Bề mặt đại dương đôi khi dịu dàng bình lặng, nhưng chỉ ngay dưới những con sóng thôi, ở những thềm san hô là cả một khu rừng biển sôi động với những đàn cá và sinh vật biển hoạt động không ngừng nghỉ. Em nhìn này, ngay bên dưới những con sóng sôi động gần mặt nước kia là một đàn cá trong suốt đang hoạt động tích cực. Chúng cứ bơi tán loạn lên đấy chị ạ. Chúng đang lựa theo các con sóng để di chuyển và kiếm ăn đấy. Đây là loài cá suốt. Có lẽ vì cơ thể chúng nhìn trong suốt nên mới có tên như vậy. Chúng cứ bơi vội vàng và tụ tập theo những con sóng ấy ạ. À, vì chúng là loài cá kiếm ăn theo con sóng mà. Chúng nhỏ bé nhưng không sợ sóng như nhiều loài cá khác, mà chọn nương theo sóng để ăn theo những thức ăn hấp dẫn được sóng kéo từ bờ xuống hoặc từ các dải san hô ra. Liệu chúng có bị sóng quấn đập vào bờ không ạ? Cũng có thể, nhưng loài cá này dù thân thể mỏng manh trong suốt, nhưng chúng lại có kỹ năng khéo léo để cả đàn kết lại cùng nhau và di chuyển lựa theo những con sóng dồn dập. Đối mặt với sóng nhưng đổi lại, sóng đã kiếm thức ăn cho đàn cá suốt này. Em thấy đấy, nhịp điệu của sóng và đàn cá tạo nên màu sắc và cá tính riêng của các loài cá dạng san hô. Vâng ạ, những con cá bơi thành đàn dưới đáy biển trông cực kỳ ngoạn mục luôn. Giờ thì các bạn nhỏ thử phân biệt 4 loài cá này nhé. Loài cá bé sống ở đáy cát, ăn phù du tên là gì? Là cá sơn sọc vàng ạ. Đúng rồi, cá sơn còn gọi là cá cháo sọc. Chúng thường có kích thước rất bé và chủ yếu ăn các loại phù du trong nước. Chúng thường sống ở chân dạng san hô, ở đáy cát, nơi tối và ít ánh sáng. Vì chúng có màu sắc và các sọc trang trí thu hút, nên cũng thường bị con người săn lùng để làm cá cảnh trang trí. Còn loài cá thích ăn tảo và cỏ biển có tên là gì nhỉ? Cá thích ăn tảo? Là cá tảo ạ. À, là tảo ngư, cũng có nghĩa là cá tảo. Nhưng người ta hay gọi chúng là cá giò hơn. Cá giò chủ yếu ăn cỏ biển,
Tảo biển ở bãi san hô. Gai của vây lưng và vây bụng của nó nhọn sắc, có thể gây đau buốt nhưng không gây chết người. Chúng là loài sinh sản nhiều, có thể lên đến cả 1 triệu quả trứng đấy. Còn loài cá có gai độc và dầu ở quanh miệng là gì nhỉ? À, là cá chê biển ạ. Cá ngát hay là cá chê biển là loài cá da trơn, miệng được bao quanh bởi những cái dầu để phát hiện thức ăn. Lúc còn nhỏ, nó hoàn toàn đen. Khi lớn dần, nó có thêm các sọc ngang màu nâu vàng hoặc trắng. Loài cá này rất độc, cú chích của nó có thể gây ra chết người. Chúng là loài cá ăn ở đáy và thường sử dụng dâu để phát hiện thức ăn. Ôi, loài cá này em còn nhớ thích dọn dẫm nữa cơ. Đúng rồi, giờ thì câu hỏi cuối cùng này. Loài cá trong suốt và kiếm ăn theo những con sóng tên là gì nào? Là cá suốt ạ. Ừ, loại cá này là thường bơi từng đàn và di chuyển dưới các con sóng. Nó sống ở tầng nước bề mặt nên thân chúng khá sạch sẽ. Chúng là những con cá nhỏ, ăn chủ yếu là động vật phù du. Chúng có một dải màu bạc dọc theo sườn. Thế giới của những khu rừng san hô thật là hay phải không nào? Đó là nơi ở của rất nhiều loài cá và cả các đàn cá nữa. Vì vậy nên chúng mình phải bảo vệ các bạn san hô nhé. Đúng rồi ạ. Ừ, đại dương bao la còn rất nhiều những điều kỳ thú để chúng mình khám phá đấy. Còn bây giờ thì chị phải tạm biệt các em rồi. Hẹn gặp lại các em sau nhé.